rất vui được gặp lại các bác và anh em vào trong video ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay bên em quay một cái video chia sẻ đến các bác một trong những mẫu là siêu chép đang rất là hot nhất hiện nay, mà nó vượt qua tất cả các dòng chép trên thị trường. Thì đó là dòng chép bốt, dòng chép bốt SA7 hàng bãi của Mexico. Vâng, thì trước mắt quý vị và các bạn đây, đó là hai đôi chép bên em đang quay và trưng bày giới thiệu đến các bác và anh em. Thiết kế rất là đẹp, riêng cái mẫu này là được bảo vệ rất là tốt các bác nhé, dùng với cái độ bền cực kỳ là cao. Đây là hàng chuẩn của bốt và đặc biệt là sản xuất tại Mexico thì thực sự là rất là ít. Và đây là dòng chép nhá, đây là dòng chép titan. Và đây là dòng chép titan. Riêng cái dòng chép titan thì nó rất là mạnh về cái tiếng chép, nó rất là mịn và êm dễ chịu. Và được thiết kế thì gỗ tự nhiên rất là đẹp, từ những cái đường nét vân rất là bắt mắt. Vâng, thì đây là dòng chép mà nhìn khá là lớn và ghép được với những đôi loa cũng khá là to. Ví dụ là bass 30, bass 40 thì đôi chép Bose SA7 Titan này nó có thể đánh rất là nổi. Vâng, thì trước mắt quý vị đây ạ, vâng em lấy một chiếc ra để em giới thiệu đến các bác. Gỗ tự nhiên các bác nhá, vân rất là đẹp, cái đẹp ở chỗ cái vân tự nhiên của con này đó, và thiết kế khá là hiện đại, rất dễ trưng bày và phối ghép, đặc biệt là để trên những đôi loa rất là sang trọng. Đây các bác có thể nhìn thấy được cái mặt chép. Mặt chép dưới đây là mẫu chép titan, vì thế ở trong này nó được phủ một lớp bạc chrome tiêu âm rất là hay của hãng nhé. Và phía trong này có đầu đạn màu đen này đó, và đây xung quanh đây là bằng thép nguyên khối khắc CNC rất là đẹp lóng lánh, các bác thấy không ạ? Vâng, thì model đây là SA7, bộ SA7 công suất 400W, trở thành 8 ôm made in Mexico các bác nhé. Đó, thì đây là hàng đã qua sử dụng, vì thế mà các đường nét vì còn rất là đẹp. Đó, bao zin bao hay cho các bác, đặc biệt là bên em nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Đó, các bạn rất là đẹp. Thì em để hai đôi kia để các bác có thể quan sát rất là đầy đủ. Và đây là nhạc em chưa có chép nhé, nhạc em chưa kết nối chép thì các bác nghe khá là tối. Thì đây bên em sẽ kết nối chép vào để chúng ta cùng lắng nghe và trải nghiệm khi mà hỗ trợ chép. Thì cái chép này nó nghe nó lẩy leng keng lách tách rất là hay. Thấy không? Nhạc nó rất là bí nhá. Bây giờ em sẽ kết nối chép vào. Kết nối chép vào để chúng ta cùng lắng nghe một đoạn nhạc được hỗ trợ chép. Nó thay đổi hoàn toàn luôn, làm cho cái bộ dàn karaoke, những cái dải nhạc cao nó được sinh động và chi tiết. Vâng, thì cái chép em đã kết nối vào rồi, thì chúng ta có thể nghe được tiếng chép nó rất là nảy. Đó, nghe rất là nảy các bác nhé. Nó hay ở chỗ mà ở cái dải cao này nó không gây chói, và đặc biệt là nó cũng được bảo vệ khá là tuyệt đối. Đó, nhiều bác và anh em mua những loại chép rẻ tiền về rất hay cháy, hay cháy mà lãng phí. Thấy nó rất là sáng về cái dải cao. Rồi em đang kết nối với một đôi loa cũng khá là lớn, đôi loa JBL G4000, đây là dòng loa Bass 30. Đó, và rất là nhiều chép, rất là nhiều chép. Nhưng để chúng ta nghe được dải cao nó đầy đủ và hoàn hảo thì chúng ta vẫn phải thêm những thiết bị hỗ trợ bên ngoài như đôi chép chép Bose SA7 thế hệ mới, được làm bằng cái mẫu chép titan. Nói chung là tiếng chép có độ chính xác rất cao. Các bạn thấy không? Gỗ tự nhiên rất là sang trọng nhé. Cái này nó được bảo vệ tốt, vì thế chúng ta đấu đằng sau cầu âm ly hoặc là đằng sau cầu đẩy cũng được.
thì nó được bảo vệ rất là cao. Và các bác có thể cấy ghép song song đằng sau những đôi loa chính mà chúng ta đang nghe bằng dây tín hiệu nhé. Đó, kết nối rất là dễ dàng. Mà khi chúng ta thêm một đôi loa chép Bose SA7 mẫu Titan như thế này, thực sự là bộ dàn nó lên giá trị lên rất là nhiều. Các bác nào mà muốn sở hữu cho mình những mẫu loa chép siêu chép Bose SA7 dòng Titan thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên công ty bên em nhé. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Và các bác nào mà lấy ngay thì các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc là để lại số điện thoại. Vâng, sau đây xin phép được dừng video. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác nhé. Và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo. Bạn xin chào và hẹn gặp lại.